trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Bà Harris nói phụ nữ nước Mỹ không cần ông Trump bảo vệ. Nga tuyên bố Ukraine phạm sai lầm chết người, Mỹ chuẩn bị ra đòn tất tay. Hàng loạt căn cứ Nga bị phá hủy bởi UAV, Mỹ hé lộ gói viện trợ mới cho Kiev. bom FAB 500 của Nga được cải tiến với cự ly tác chiến vượt trội. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo CNN, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa có cuộc phỏng vấn với MSNBC. Tại đây, bà Harris đã lên tiếng về những tuyên bố liên quan tới phụ nữ Mỹ gần đây của ông Donald Trump. Bà Harris cho biết, vào năm 2016, ông Trump là người nói rằng phụ nữ Mỹ phải chịu một số hình phạt nếu đạo luật cấm nạo phá thai được thông qua. Ông ấy nghĩ rằng phụ nữ nên phải nhận hình phạt vì những quyết định về cơ thể và tương lai của chính họ. Tôi không nghĩ phụ nữ Mỹ cần ông Trump là người bảo vệ cho họ. Phụ nữ Mỹ cần sự tin tưởng của ông ấy. Cách đây ít ngày, phát biểu trước người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Indiana, bang Pennsylvania, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhắc lại bài đăng trên mạng xã hội Church Social cuối tuần qua của ông rằng phụ nữ sẽ rất hạnh phúc và không còn nghĩ đến việc phá thai nếu ông đắc cử. Cựu Tổng thống khẳng định sẽ thay đổi hiện trạng này một cách nhanh chóng nếu ông đắc cử. Ông Trump nhấn mạnh, cơn ác mộng này sẽ kết thúc bởi tôi sẽ là người bảo vệ các bạn và tôi muốn làm như vậy. Trên cương vị Tổng thống, Tôi phải là người bảo vệ các bạn. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, bà Harris cũng phản đối kế hoạch áp thuế quan cao hơn với các công ty có nhà máy sản xuất ở nước ngoài của ông Trump. Bà Harris nhận xét, ông ấy dường như không nghiêm túc về vấn đề này, bạn không thể đi khắp nơi và nói về việc tăng thuế quan mà không nghĩ tới tác động của nó với nền kinh tế Mỹ. Đây có lẽ chỉ là khẩu hiệu tranh cử của ông Trump. Hồi đầu tháng 9, cựu tổng thống Mỹ cam kết sẽ giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15% cho các công ty sản xuất sản phẩm tại Mỹ, trong khi các công ty có chuỗi cung ứng ở nước ngoài sẽ không được hưởng chính sách này mà sẽ phải chịu mức thuế quan cao hơn. Cũng theo phó tổng thống Mỹ, bà sẽ tập trung vào khôi phục ngành sản xuất công nghiệp và nông nghiệp nếu tái đắc cử. Bên cạnh đó, bà Harris cũng phản đối việc tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản mua lại tập đoàn sản xuất thép US Steel. Bà Harris nói thêm Chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư vào các nhà máy địa phương, tuyển dụng nhân sự trong vùng và làm việc chặt chẽ với các công đoàn. Khác với ông Trump, người rất giỏi trong việc chăm sóc tầng lớp thượng lưu, chúng tôi quan tâm đến tầng lớp trung lưu. Chiến dịch của ông Trump cho biết, cựu Tổng thống Mỹ đã được giới chức tình báo cảnh báo về các mối đe dọa ám sát liên quan đến Iran. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ODNI đã thông báo tóm tắt cho cựu Tổng thống Trump về những mối đe dọa hiện hữu và cụ thể từ Iran, trong đó có âm mưu ám sát ông nhằm mục đích gây bất ổn và gieo rắc hỗn loạn. Theo chiến dịch của ông Trump, giới chức tình báo Mỹ xác định mối đe dọa từ Iran đã gia tăng trong vài tháng qua và các quan chức chính phủ đang nỗ lực bảo vệ ông cũng như đảm bảo cuộc bầu cử ở Mỹ cuối năm nay không bị ảnh hưởng. ODNI trước đó nói rằng Tin Tặc Iran hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã đánh cắp những tài liệu không công khai từ chiến dịch của ông Trump và gửi cho đội ngũ dưới quyền tổng thống Joe Biden, khi đó vẫn là ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Giới chức Mỹ khẳng định không nhân viên nào trong chiến dịch của ông Biden hồi đáp email. Nhóm tin tặc còn tìm cách chia sẻ tài liệu đánh cắp với một số tổ chức truyền thông Mỹ, nhưng danh tính của họ không được nêu trong thông cáo. Ông Trump và Iran có mối quan hệ căng thẳng từ sau vụ tướng Qasem Soleimani tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC bị quân đội Mỹ hạ sát trong đợt không kích ở Iraq hồi tháng 1 năm 2020. Giới lãnh đạo Iran nhiều lần thể hiện quyết tâm trả thù cho tướng Soleimani, trong đó có cả tuyên bố nhắm vào ông Trump. Cựu Tổng thống Mỹ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tay. Hai tháng sau, các mật vụ bảo vệ ông Trump đã ngăn chặn âm mưu ám sát của nghi phạm Ryan Roth bên ngoài sân golf ở Florida. Ông Trump là một trong 15 tổng thống Mỹ từng thoát chết trong các vụ ám sát. Ông từng khẳng định chỉ những người có tầm ảnh hưởng mới bị nhắm mục tiêu. Về phía Iran, quốc gia này mới đây đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc can thiệp vào các vấn đề bầu cử của Mỹ. Trước đó, Iran từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc can dự vào các công việc nội bộ của Mỹ. Người dân Mỹ đã phải điều chỉnh để thích nghi với những điều bình thường mới trong chính trị, cả lớn lẫn nhỏ dường như thường xuyên hơn trong vài năm qua. Ngôn từ đã trở nên gay gắt hơn, tình trạng chia rẽ đảng phái trở nên sâu sắc và các tiêu chuẩn ứng xử của ứng viên bị sói mòn. Xét đến tình trạng bạo lực súng đạn đang lan tràn khắp nước Mỹ, những cuộc tấn công có thể là một điều bình thường mới không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại điều này vẫn còn gây sốc phó tổng thống kamala harris nói trong một tuyên bố sau sự cố ở florida rằng bạo lực không có chỗ ở mỹ những chi tiết về vụ ám sát hụt đặc biệt là danh tính và động cơ của kẻ tấn công cuối cùng sẽ quyết định tác động đối với nền chính trị mỹ nhưng ít nhất vào lúc này có vẻ như bạo lực kiểu này ngày càng trở thành một phần của nước mỹ ngày nay một thành viên trong đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ, ứng cử viên đảng Cộng Hòa sẽ không gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này, dù ông Zelensky đang có chuyến thăm Mỹ. Hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, dù các quan chức Ukraine tuần trước tuyên bố ông Zelensky đã lên kế hoạch để gặp ông Trump. Phát biểu hôm 24 tháng 9, ông Trump ca ngợi kinh nghiệm quân sự của Nga, viện dẫn hai sự kiện lớn trong lịch sử là Liên Xô tham gia đánh bại Đức Quốc xã hồi Thế chiến II và cuộc tấn công Nga thất bại của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte để ám chỉ Moscow sẽ không thua. Theo CNN, trong ngày 25 tháng 9, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì từ chối thỏa thuận với Nga để kết thúc xung đột. Ông Trump phát biểu trong cuộc vận động ở North Carolina, các thành phố ở Ukraine đang dần biến mất và chúng ta vẫn đang tiếp tục trao hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thỏa thuận, Tổng thống Zelensky bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ tốt hơn tình trạng của ukraine hiện tại các bạn đang thấy một đất nước bị tàn phá và dường như không thể xây dựng lại cũng theo cựu tổng thống mỹ chính quyền của tổng thống biden và bà harris là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ukraine họ đơn giản là không biết phải làm gì và giờ chúng ta đang ở một tình thế ngặt nghèo các thành phố bị phá hủy rất nhiều người dân đã thiệt mạng chính quyền đương nhiệm cần làm tốt hơn ngay cả một thỏa thuận khiến kiev phải chịu thiệt đôi chút cũng là phương án tốt hơn một cuộc xung đột quân sự. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Yorker hôm cuối tuần, ông Zelensky đã chỉ trích kế hoạch của ông Trump về việc chấm dứt chiến sự. Ông cũng cho rằng Thượng nghị sĩ G.D. người liên danh tranh cử cùng ông Trump là quá cực đoàn và nhấn mạnh cuộc xung đột không nên kết thúc với phần thiệt hại cho Ukraine. Trong phát biểu ở North Carolina, ông Trump nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta, và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi. Những bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra khi tổng thống Zelensky đang ở thăm New York, dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo nguồn tin, xác suất diễn ra cuộc gặp đã giảm đáng kể sau khi ông Zelensky thăm một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ ở Pennsylvania hồi cuối tuần cùng với thống đốc bang Joe Shapiro của Đảng Dân chủ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump không hài lòng với động thái này. Thống đốc Shapiro là đồng minh thân cận của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên Đảng Cộng Hòa, thậm chí đã viết thư cho ông Zelensky đề nghị cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã giúp tổ chức chuyến đi này. Một lý do khác có thể khiến ông Trump sẽ từ chối gặp nhà lãnh đạo Ukraine là một số đồng minh hối thúc ông tránh gặp gỡ các nguyên thủ nước ngoài trong giai đoạn cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng, mà thay vào đó chỉ tập trung vào chiến dịch tranh cử. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở ở Mỹ cho thấy các lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, có giá thành rẻ để đánh chặn những chiếc drone đắt tiền hơn của đối phương. Theo giới phân tích, việc Nga tạo áp lực mạnh mẽ lên hệ thống phòng không của Ukraine đã cho phép Moscow mạnh dạn vận hành các hệ thống trinh sát và giám sát ISR cao cấp hơn trên chiến trường. Trong khi đó, Kiev không có đủ hệ thống phòng không để bắn hạ tất cả UAV trinh sát Nga và họ cũng không muốn sử dụng những tên lửa đắt tiền để đối phó với các loại UAV như Orlan 10. Bởi vậy, việc sử dụng UAV FPV giá rẻ có hiệu quả về chi phí, tiết kiệm kho đạn phòng không cho những mục tiêu giá trị cao hơn. Theo nhà phân tích về Nga tại ISVK Riley Bailey, ông mô tả về lực lượng Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ có sẵn để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga là một diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là khi chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Nga làm điều tương tự. Điều này cho thấy lực lượng Ukraine có thể có lợi thế về công nghệ, mặc dù đó chưa phải là lợi thế mà họ triển khai ở quy mô lớn. Tuy nhiên giải pháp này rất có tiềm năng, đặc biệt là khi xét đến những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt. Cả Nga và Ukraine đều liên tục phát triển các loại UAV mới và những phương pháp mới để sử dụng chúng, cũng như cách thức mới để đánh bại UAV của đối phương. ISV kép nhận định việc Ukraine sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến đã buộc Nga phải tìm cách ứng phó. UAV chính sát đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Nga quyết định nhắm bắn vào mục tiêu nào của Ukraine. UAV chỉ điểm cho các đơn vị pháo binh biết nơi tập trung binh sĩ và thiết bị, cũng như nơi các cuộc tấn công được lên kế hoạch. Từ đó pháo binh sẽ thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Nga đã tận dụng những hạn chế về phòng không của Ukraine và triển khai nhiều UAV cánh cố định thậm chí còn đưa chúng vào sâu bên trong các khu vực hậu phương của Ukraine. Điều này giúp Nga cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công. Nhà phân tích về Nga tại ISVK Riley Bailey cho hay, cả lực lượng Nga và Ukraine đều đang cố gắng thử nghiệm và triển khai công nghệ mới để giúp họ có lợi thế trên chiến trường và sau đó mở rộng quy mô trước khi đối thủ có thể làm điều tương tự hoặc nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó với khả năng mới đó. Ông Bailey nhận định, Ukraine đi trước Nga khi nói đến công nghệ UAV, bao gồm cả việc họ là nước đầu tiên sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến và lực lượng Nga đã phải bắt kịp điều đó. Theo tờ Pravda, khi được một nhà báo hỏi liệu Ukraine có thể ép Nga chấp nhận hòa bình hay không, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay, quan điểm này là một sai lầm chết người, họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Ông Peskov nói, không thể ép buộc Nga chấp nhận hòa bình. Trên thực tế, Nga là nước ủng hộ hòa bình, nhưng với điều kiện là nền tảng an ninh của Nga được đảm bảo và các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine được hoàn thành. Nhưng nếu những mục tiêu này không đạt được, Ukraine không thể ép Nga. Trước đó, tổng thống Zelensky cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể được làm dịu bớt căng thẳng bằng đàm phán mà cần phải hành động. Nga chỉ có thể bị buộc chấp nhận hòa bình với tư cách là bên đã phát động cuộc chiến. Tuy nhiên, ông không nêu rõ những hành động cần làm là gì. Ông Zelensky một lần nữa đề cao công thức hòa bình của Ukraine và kêu gọi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 để chấm dứt xung đột với Nga. Ukraine đã mời Trung Quốc, Brazil, các nước châu Á, Mỹ Latin, Mỹ và các nước khác tham gia nhưng không nêu rõ nội dung sẽ thảo luận. Trong khi đó, tờ The Hill đưa tin Mỹ dự kiến công bố khoản viện trợ gần 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời hạn nằm trong cơ chế đặc biệt quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống PDA. Khoản tiền này sẽ được công bố dưới dạng một loạt các gói viện trợ quân sự lớn sẽ được triển khai trong nhiều tháng, Tuy nhiên cơ chế viện trợ PDA này sắp hết hiệu lực vì Hạ viện Mỹ chưa phê chuẩn dài hạn. Theo nhiều nguồn tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời hạn giải ngân vào cuối tháng. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine với tổng giá trị 375 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm đạn cho tổ hợp HIMARS, đạn pháo 105 và 155 mm, tên lửa chống tăng Javelin, AT4 và TOW thiết bị kháng mìn và nhiều loại khí tài, thiết bị khác. Khi được hỏi về ý định của chính quyền Mỹ đối với số tiền viện trợ còn lại, phó thư ký báo chí lầu năm góc Sabrina Singh cho biết bà không có thông báo nào. Bà chỉ cho biết Washington cam kết đảm bảo Ukraine nhận được các nguồn lực mà Quốc hội đã phê duyệt trước khi nhiệm kỳ của tổng thống kết thúc và chúng tôi đang làm việc với cơ quan liên ngành để xúc tiến. Viện trợ cho Ukraine thường được giải ngân theo từng đợt, hàng trăm triệu đô la Mỹ, sau đó thiết bị sẽ được chuyển đi trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Cách làm này nhằm tránh làm rỗng kho dự trữ của lầu năm góc và tính đến thời gian để bổ sung vũ khí. Theo thông tin được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov tiết lộ trong bài báo được Forbes xuất bản. Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 cơ sở quân sự ở Nga trong năm qua bằng công nghệ bầy đàn máy bay không người lái. Ông Umerov cho biết các máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bay xa hơn 1.000 km đến Murmansk và khu vực Volga phá hủy các nhà máy lọc dầu và sân bay của Nga. Theo ông, những mục tiêu của Nga bị Ukraine nhắm tới gồm các trung tâm điều khiển, sân bay, tàu, hệ thống phòng không và căn cứ quân sự. Ông Umerov nhấn mạnh, Ukraine đã tăng cường năng lực quân sự tầm xa nhiều lần. Đặc biệt trong năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua số UAV trị giá 507,6 triệu đô la Mỹ và đạn dược cho UAV có giá 217,5 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm các cuộc tấn công gần đây bằng UAV của Ukraine đã buộc nga phải di rời giàn máy bay quân sự đến các sân bay nằm cách biên giới nga-ukraina 250 km. ông umerov cho rằng quân đội ukraine đã chứng minh khả năng tiên phong trong công nghệ UAV sử dụng các phương thức sáng tạo để làm suy si yếu lợi thế về đạn dược và nhân sự của quân đội nga. cụ thể ukraine đã sử dụng UAV tấn công từ trên không để đâm vào trực thăng nga hoặc giải kim loại nóng chảy xuống các vị trí dưới mặt đất. ngoài ra xuồng không người lái USV của Ukraine đã trở thành công cụ chính để làm suy yếu sự thống trị của Hải quân Nga ở Biển Đen. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng số lượng các cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Trong một số cuộc tấn công, Ukraine còn huy động cùng một lúc hơn 100 UAV để chống lại Nga. Ở một diễn biến khác, mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có các bệ phóng hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn chùm và xe chiến thuật hạng nhẹ. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Mỹ cam kết bảo vệ Ukraine trước Nga và sẽ triển khai khoản hỗ trợ mới này nhanh nhất có thể. Ông Blinken cũng nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với Kiev, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và Liên minh quốc tế mà chúng tôi đã tập hợp sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Gói viện trợ bao gồm đạn dược và các thiết bị hỗ trợ cho HIMARS, đạn chùm và đạn pháo, xe bọc thép và xe hạng nhẹ, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí chống thiết giáp như tên lửa Javelin và THV kép cũng như tên lửa chống tăng AT-4. Gói viện trợ mới nhất cũng bao gồm phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển. Trước đó, Reuters dẫn nguồn hai quan chức Mỹ tiết lộ, nước này có kế hoạch công bố khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 26 tháng 9. Một thông báo thứ hai dự kiến đưa ra cùng ngày 26 tháng 9 sẽ liên quan khoản viện trợ trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ theo chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh của Ukraine cho phép Washington mua vũ khí cho Kiev từ các công ty thay vì xuất từ kho vũ khí của Mỹ. Theo các nguồn tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp với Quốc hội để cho phép sử dụng hết 5,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trước ngày 30 tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài chính liên bang khi thẩm quyền này hết hạn. Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ đã cung cấp khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine Kể từ tháng 2 năm 2022. Dữ liệu gần đây cho thấy những thành tựu đáng kể của Nga trong việc hiện đại hóa công nghệ vũ khí hàng không, đặc biệt các phiên bản dẫn đường của bom trên không FAB 500M62 và FAB 500T đã thể hiện tầm bay tăng cao vượt trội. Điều này đạt được nhờ công nghệ mới để thả ở chế độ nghiêng và độ cao lớn, đi kèm những thay đổi trong thiết kế của cánh gấp. Việc hiện đại hóa cánh giúp tăng diện tích sử dụng của đôi cánh lên 25 đến 35%, dẫn đến tăng lực nâng và do đó tăng thời gian hoạt động. Với những thành tựu đạt được đã giúp mở rộng cự ly tác chiến của loại đạn hàng không này lên 90 đến 100 km. Đây là một cải tiến đáng kể so với các phiên bản được sử dụng trước đây. Những cải tiến kỹ thuật nói trên còn có tác dụng nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, mang lại sự linh hoạt và chính xác cao hơn trong các hoạt động tác chiến trên không. Hệ thống mới cho phép máy bay thả bom từ độ cao lớn hơn và ở khoảng cách an toàn, giúp giảm thiểu rủi ro cho phi công trong khi vẫn đạt được độ chính xác cần thiết. FAB-500 có thể tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, vân vân, bay được khoảng 15 km sau khi thả từ độ cao 500 đến 12.000 m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500 M62 lên tới 1.900 km/h, cho phép bom tăng cường sức công phá tự động năng khi va chạm với mục tiêu. Trong thời gian tới, Nga còn lên kế hoạch nâng cấp mô đun UMPC lên chuẩn UMPB bằng cách tích hợp động cơ đẩy phụ. Nếu vậy, tầm xa của bom lượn FAB-500 có thể lên tới 150 km. Con số tương ứng với bom FAB-1500 và FAB-3000 dự kiến ở mức 100 km và 75 km khi tích hợp với mô đun UMPB. Ngoài ra, bộ phận lượn dẫn đường mới UMPK được tích hợp với FAB 500M62 sẽ cho phép không quân Nga tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, giảm nhu cầu máy bay phải tiếp cận các vùng phòng không của đối phương. Điều này mang lại lợi thế quan trọng trong điều kiện xung đột hiện đại, nơi khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa từ địa điểm thả trở thành yếu tố quan trọng để hoàn thành thành công các nhiệm vụ chiến đấu. Theo các blogger quân sự Nga, UMPK mới có chức năng dẫn đường bằng vệ tinh, sức mạnh hủy diệt của nó có thể rất đáng gờm nó có tầm bắn xa, chính xác và đáng tin cậy. Sự xuất hiện của loạt UMPK mới sẽ là một vấn đề đáng kể đối với Ukraine. Với các máy bay phản lực chiến thuật của Nga có thể phóng chúng từ cách mục tiêu hàng chục dặm và từ độ cao lớn, các vũ khí này rất khó bị phát hiện và đánh chặn, và những nỗ lực như vậy tiêu tốn các tài sản phòng không quý giá của đối phương. Việc Nga sử dụng rộng rãi bom FAB-500 được trang bị UMPK mới sẽ thúc đẩy những thay đổi đáng kể trong chiến thuật phòng không của Ukraina. Bất kể mục đích đằng sau FAB 500 được trang bị UMPK mới là gì và khả năng thực tế của nó ra sao, loại vũ khí đáng gờm này sẽ lại gây ra thêm một vấn đề nữa cho hệ thống phòng không đang gặp khó khăn của Ukraina. Lãnh đạo các nước G7 đã ra tuyên bố chung ủng hộ các hoạt động khôi phục và tái thiết Ukraina, đảm bảo duy trì ổn định tài chính vĩ mô sửa chữa và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuyên bố chung khẳng định, nhóm G7 tiếp tục cam kết hỗ trợ quân sự, ngân sách, nhân đạo và tái thiết cho Ukraine, giúp đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn khẩn cấp và nỗ lực khôi phục và tái thiết trong dài hạn của Ukraine. Các nước G7 tái khẳng định rằng mọi tài sản của Nga tại các nước này sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho tới khi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Các nước G7 cam kết sử dụng viện trợ kinh tế nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định tài chính vĩ mô, sửa chữa và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm ngành điện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện cải cách. Các nước G7 cam kết sẽ cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Khoản vay này sẽ được thanh toán từ việc xử lý các tài sản bị phong tỏa của Nga ở Liên minh châu Âu. Một phần của khoản tiền này sẽ được chuyển thành viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nước G7 cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động khôi phục và tái thiết Ukraine thông qua các nhà tài trợ cho nước này theo tuyên bố chung của nhóm G7. Để được nhận các hỗ trợ trên, Ukraine cam kết thực hiện các cải cách về kinh tế, tư pháp, chống tham nhũng, quản trị công ty, quốc phòng, hành chính công, quản lý đầu tư công và thực thi pháp luật. Trong khi đó, Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm đạn cho hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS, đạn chùm, xe bọc thép chống mìn và tàu tuần tra. Hiện tại, Mỹ còn lại 5,8 tỷ đô la Mỹ nằm trong cơ chế đặc biệt quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống PDA nhằm hỗ trợ nhanh chóng cho Kiev. Khoản tiền này sẽ được công bố dưới dạng một loạt các gói viện trợ quân sự lớn sẽ được triển khai trong nhiều tháng. Tuy nhiên, cơ chế viện trợ PDA này sắp hết hiệu lực vì Hạ viện Mỹ chưa phê chuẩn gia hạn. Theo nhiều nguồn tin, chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời hạn giải ngân vào cuối tháng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang có những bước tiến quan trọng trong các cuộc thảo luận với Mỹ về kế hoạch ngừng sử dụng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 để được phép mua chiến đấu cơ F-35 và có thể khôi phục lại vị thế đối tác cấp 3 trong chương trình sản xuất loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm này. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 vào tháng 7 năm 2019 khi nước này bắt đầu tiếp nhận các linh kiện cho hệ thống tên lửa S-400. Washington đã sử dụng chương trình F-35 để gây áp lực buộc Ankara phải tuân thủ chính sách của NATO là hạn chế doanh thu vũ khí cho ngành quốc phòng Nga. Mặc dù chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng bóng gió về khả năng mua máy bay chiến đấu của Nga như Su-35 hoặc Su-57, nhưng tính khả thi của lựa chọn này vẫn còn chưa rõ ràng. Từ cách thành viên NATO của Thổ Nhĩ Kỳ, việc tham gia vào các cấu trúc quân sự phương Tây và sự phụ thuộc nặng nề vào phương Tây về chuyển giao công nghệ, thương mại ủng hộ chính trị và quân sự đều là những trở ngại đáng kể cho vấn đề này. Theo tin tức độc quyền của hãng truyền thông Hy Lạp Kathy Merini, Mỹ đã đưa ra một đề xuất chi tiết để giải quyết vấn đề gây tranh cãi về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Đề xuất này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ giữ các tên lửa trên lãnh thổ của mình, nhưng trên thực tế sẽ chuyển quyền kiểm soát chúng cho Mỹ. Michael Rubin, một thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ và cựu quan chức lầu Nam Góc giải thích với hãng tin Kathimerini rằng các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã nâng đề xuất lên mức cao nhất vào tháng 7. Ông Michael Rubin cho biết, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 7, Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế và Michael Carpenter, cố vấn đặc biệt của Tổng thống về châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận F-35 với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy việc tái gia nhập chương trình F-35 họ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao các hệ thống S-400 cho Mỹ hoặc di rời chúng đến khu vực do Washington kiểm soát tại căn cứ Incirlik. Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đưa tin rằng Wallander và Carpenter đã thảo luận về việc mở rộng các lĩnh vực để tăng cường quan hệ đối tác với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ quốc phòng lâu dài. Theo nguồn tin từ hãng tin Kathimerini, phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ ở giai đoạn này không mấy tích cực. Tuy nhiên, theo Catherine Merini, thỏa thuận vẫn chưa kết thúc, việc khôi phục lại thỏa thuận F35 sẽ là chủ đề được Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm khi các nhà lãnh đạo và quan chức an ninh gặp nhau tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tình hình này cũng làm dấy lên khả năng các hệ thống S400 có thể được quân đội Mỹ thử nghiệm. Các cuộc thử nghiệm như vậy sẽ giúp lực lượng này hiểu sâu về S400 của Nga. Nếu đạt được thỏa thuận như vậy, nó sẽ có tác động sâu sắc đến khả năng tác chiến trên không của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Washington và cộng đồng phương Tây nói chung, việc đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35 sẽ là một động thái có lợi rất lớn cả về địa chính trị và quân sự. Mới đây, theo đài RT, trong thư gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson viết, Tôi yêu cầu ông ngay lập tức sa thải đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Makarova, bức thư được gửi sau khi bà makarova đã tổ chức sự kiện tại bang pennsylvania ông johnson viết trong bức thư địa điểm diễn ra ở một bang chiến trường tranh cử do một đại diện chính trị hàng đầu của bà kamala harris dẫn dắt và không có sự tham gia của thành viên cộng hòa nào vì có chủ ý không mời họ ông còn khẳng định hành động này rõ ràng là một sự kiện mang tính đảng phái nhằm hỗ trợ đảng dân chủ và là một hành động can thiệp vào cuộc bầu cử theo ông johnson Đảng Cộng Hòa của ông đã mất niềm tin vào khả năng phục vụ của bà Makarova tại Mỹ và cho rằng bà nên bị cách chức ngay lập tức. Ông cũng lưu ý rằng mặc dù cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều ủng hộ Ukraine chống Nga nhưng nhấn mạnh mối quan hệ của chúng ta không cần thiết phải bị thử thách và tổn hại không đáng có. Bình luận này được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức ở Kiev có những phát ngôn không tốt về các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trên truyền thông. Ông Johnson kêu gọi, những sự việc này không thể tiếp diễn, đồng thời thúc giục Tổng thống Zelensky hành động ngay lập tức. Lá thư của ông Johnson xuất hiện sau khi một số nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi mở một cuộc điều tra của Quốc hội về chuyến thăm của ông Zelensky, cáo buộc Đảng Dân Chủ đã sử dụng phương tiện quân sự, cụ thể là máy bay đưa Tổng thống Ukraine tới Pennsylvania để hỗ trợ không phù hợp cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Chưa dừng lại ở đó, theo CNN, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra chỉ trích công khai đối với tổng thống Ukraine liên quan đến cuộc xung đột với Nga từ khi giao tranh bắt đầu. Ông Trump nói với người ủng hộ trong cuộc vận động cử tri ở thành phố Hill, bang Bắc Carolina rằng những thành phố đã biến mất và chúng ta tiếp tục trao tặng hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thực hiện một thỏa thuận. Không có thỏa thuận nào mà ông ta có thể thực hiện mà không tốt hơn tình hình bây giờ. Các bạn đang thấy một đất nước đã bị tàn phá, không thể nào được tái xây dựng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vì tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông cũng lặp lại tín hiệu rằng sẽ chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Ông Trump nói về Tổng thống Zelensky rằng mỗi lần ông ấy đến nước ta, ông ấy rời đi với 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy có lẽ là người bán hàng tài ba nhất trên trái đất. Nhà lãnh đạo Ukraine đang ở Mỹ để dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Song theo CNN, ông không có kế hoạch gặp ông Trump. Theo Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và người đồng cấp Pháp ông Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó, hai nhà lãnh đạo thảo luận về nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, ngăn chặn bùng phát một cuộc chiến rộng hơn. Ngay sau cuộc hội đàm, Paris đã công bố đề xuất tạm hoãn xung đột giữa Israel và Hezbollah tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cụ thể, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barot công bố đề xuất chung của Pháp và Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban để tạo điều kiện tiến hành đàm phán. Ông Barot khẳng định, điều cấp bách hiện nay là tất cả bên liên quan phải quyết tâm tham gia nỗ lực giảm căng thẳng. Chúng tôi hy vọng đề xuất ngừng bắn sẽ được chấp thuận ngay lập tức. Ông Barot cũng cho biết, Mỹ, Pháp đã tham khảo các bên về những tiêu chí cuối cùng cho giải pháp ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng đồng thời nhấn mạnh vẫn còn khả năng ngăn chặn xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết của đề xuất này chưa được công bố. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đồng thuận với ý tưởng khi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời cảnh báo địa ngục đang mở ra. Phát biểu khai mạc phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang xung đột tại Liban sau các cuộc không kích của Israel, đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt ngừng bắn tạm thời. Trước lời kêu gọi, Israel cho biết Tel Aviv hoan nghênh hoạt động ngoại giao trong vấn đề Liban nhưng tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Hezbollah. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua đã diễn biến nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây thương vong lớn, loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của lực lượng Hezbollah ở Liban khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Nhóm vũ trang Liban cáo buộc Israel là thủ phạm, song Tel Aviv không phủ nhận hay xác nhận. Chưa dừng lại tại đó, khi mà hàng loạt vụ tập kích qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau sự kiện nổ thiết bị liên lạc. Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền Đông và miền Nam Liban cách đây không lâu, khiến ít nhất 565 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.